Trang Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin tổng hợp buổi sáng và bây giờ là 6 giờ 30 giờ California, tức là 8 giờ 30 giờ Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh, trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ chúng ta vẫn sẽ đi vào phần tin tức trước rồi mới bước qua phần đọc comment và thảo luận sau. Bản tin mới nhất từ Trung Đông cho biết thì Syria nói rằng Liên Hiệp Quốc có thể đưa các phẩm vật cứu trợ thông qua những khu vực mà được xem là băng ngang qua khu vực của Thổ Nhĩ Kỳ trong vòng 6 tháng nữa. Bản tin từ Liên Hợp Quốc cho biết thì chính quyền của Syria trong ngày thứ Năm nói rằng Liên Hiệp Quốc có thể sử dụng cái biển đường băng ngang qua biên giới từ Thổ Nhĩ Kỳ để tiếp tục đưa những phần cứu trợ tới phía Tây Bắc của Syria. Thêm 6 tháng nữa sau khi mà Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã thất bại trong việc mà cho phép tái lập lại cái hiệp ước và hỗ trợ cho chiến dịch này. Cơ quan cứu trợ của Liên Hiệp Quốc có thể sử dụng tất cả những cái cần thiết và phối hợp với lại chính quyền của Syria. Đại sứ của Syria ở tại Liên hợp Quốc là Bassan Sabat đã viết trong lá thư gửi cho Hội đồng Bảo an Liên hợp Quốc vào ngày thứ Năm và được nhìn thấy bởi hãng thông tấn Reuters. Và trong đó thì Hội đồng Bảo an Liên hợp Quốc đã chấp thuận là sẽ đặt cái căn cứ hỗ trợ về động đất ở tại Thổ Nhĩ Kỳ và trong đó sẽ giúp hàng triệu người đang tìm cách gọi là phục hồi cuộc sống của họ sau trận động đất lịch sử và việc này sẽ được làm việc chung với Nga trong thời gian 6 tháng nữa và Nga đã phủ quyết về việc gia hạn thêm 9 tháng trong việc mà hỗ trợ của Hội đồng ba Liên Quốc vào ngày thứ ba trong đó thì họ muốn rằng gia hạn thêm 6 tháng và nó có thể sẽ kéo dài cho tới đây từ đây cho tới năm 2024 và Tổng Thư ký của Liên Quốc ông Antonio Guterres đã thúc đẩy 12 tháng, 12 tháng để mà tái lập lại một cái hiệp ước để có thể cứu trợ. Tuy nhiên, thì việc này đã bị thất bại và Syria cho phép khoảng 6 tháng. Đây được xem là một trong những cái uh, cuộc thỏa thuận giữa Liên Hợp Quốc của Nga, của Syria và của thổ nhĩ kỳ liên quan tới việc cứu trợ cho hàng triệu người đã bị cơn thảm họa của trận động đất vừa qua. Đây được xem là một trong những cái thỏa thuận mới nhất diễn ra tại uh, Liên Hợp Quốc. Cùng một lượt thì uh, trong cuộc chuyến viếng thăm tại uh, khu vực ở Trung Á thì uh, do Thái cho biết họ đã phải uh, đánh gục khoảng 50 cái cuộc uh, tấn công do phía Iran giật uh, dây và hỗ trợ trong những năm gần đây. Bản tin từ Jerusalem cho biết, do Thái và các đối tác ngoại quốc của họ đã ngăn chặn ít nhất trên 50 cuộc tấn công mà do phía của Iran đã giật dây tấn công vào do Thái và những người do Thái trong những năm gần đây. Đây là lời phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng do Thái là Joe Afgalan phát biểu trong lúc mà ông viếng thăm một quốc gia ở Trung Á gọi là Azerbaijan và do Thái Iran được xem là một trong những uh, hai quốc gia thù địch kể từ thời chiến tranh lạnh cho tới bây giờ kéo dài hàng thập niên và trong ngày thứ tư thì uh, một trong những nhân vật được xem là nằm trong nội các của do Thái là ngoại trưởng có tên là Eli Cohen đã cáo buộc Iran đứng đằng sau hàng loạt các vụ tấn công tòa đại sứ của Hoa của do Thái và những khu vực của do Thái đặc biệt là tòa đại sứ do Thái tại Baku uh, phía giới chức của Algeria đã không lên tiếng cho biết như trên và với tính, cái lệnh mật lệnh của à, lãnh đạo tối cao, Iran trong những năm gần đây đã tăng cường rất nhiều cái chiến dịch khủng bố với mức độ lớn nhỏ khác nhau nhắm vào nước do thái và những người do thái. Chúng tôi tin rằng Chúng tôi và các đối tác đã ngăn chặn ít nhất là 50 cuộc tấn công đủ loại khác nhau. Ông Garland đã cho biết như trên và ông nói rằng may là nhờ có cái lực lượng gọi là tình báo mô sát của Do Thái và phối hợp với rất nhiều những quốc gia đối tác để chống lại tất cả những cuộc tấn công này. tấn công này Ngay sau đó thì Iran vẫn chưa lên tiếng cho biết về cái lời phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Do Thái. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Hạ viện Duma của Nga đã hoàn tất việc thông qua cái dự luật trong đó ban cấm việc chuyển giới. Bản tin mới nhất từ nước Nga cho biết thì phía của Nga đã đưa ra một cái bản dự thảo luật trong đó là sẽ ban cấm việc mà các trung tâm y tế thực hiện các cuộc giải phẫu chuyển giới à, trừ phi là có sự chấp thuận đặc biệt và ảnh hưởng tới sức khỏe và nó đã được thông qua bởi cái hạ viện duma của nga vào ngày thứ sáu trong cái bản được xem là sau cùng được xem là một hành động mới nhất mà giới tranh đấu cho dân quyền cho rằng đang có hành động đàn áp với lại cộng đồng đồng tính như luật này đã ban cấm tất cả công dân nga là không được phép chuyển giới và thay đổi tất cả những cái chứng từ về lai lịch chuyển giới bắt đầu từ nó bắt đầu từ năm 1997 và trong đó các nhân viên làm việc trong ngành y tế bị ban cấm là không thể cung cấp bất kỳ một dịch vụ y tế nào để thay đổi giới tính trong con người. Đây là một trong những cái dự luật mà phía Hạ viện Duma đã đưa ra và phía Hạ viện của Nga cho biết dự luật này đã đưa ra lần thứ hai và được chấp thuận vào ngày hôm qua thứ ba trong đó là ban cấm tất cả những người chuyển giới là có thể được chăm sóc giống như trẻ em và đồng thời sẽ không để cho họ có được cái chứng từ được xem là kết hôn về chuyển giới. Đây được xem là một trong những cái đèn xanh mà Hạ viện Duma để bảo đảm cho cái luật này biến thành luật. Các bác sĩ và những người tranh đấu cho giới chuyển giới đã lên tiếng cảnh báo rằng cái lệnh cấm này có thể gia tăng ra một cái tạo ra một cái thị trường đen và có thể dẫn tới những cái thảm kịch khi mà người ta tiếp cận những cái nền y tế được xem là thiếu dụng cụ và lén lút có thể dẫn tới những thảm họa. Với tất cả những trẻ em và những tuổi tin tức là tuổi vị thành niên cần phải có tình trạng được xem là bảo đảm về sức khỏe và họ gần như đã bị tuyệt vọng. Đó là lời phát biểu của Ela Somanina được xem là một người chuyển giới của Nga hiện nay đang sinh sống tại Georgia đã nói với hãng thông tấn Reuters là Hạ viện Duma dường như đã bắt đầu có những cái hành động cứng rắn để đối phó với lại giới đồng tính. Trong khi đó thì phía của cộng đồng quốc tế vẫn lên tiếng và cho rằng đây là một trong những cái hành động vi phạm trầm trọng về quyền con người, đặc biệt là quyền của người chuyển giới. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Nga và cộng đồng quốc tế ngày hôm nay. Cùng một lượt trong ngày hôm nay thì tờ báo gọi là Insider đưa tin Nga đã tự đưa ra một cái phiên bản mới về Wikipedia có tên gọi là Ru Wiki và trong đó gần như là gây dựng rất là nhiều thiện cảm cho ông Vladimir Putin Bản tin mới nhất từ nước Nga cho biết thì Nga đã có một cái trang tạm gọi là một cái từ điển giải thích điện tử mà người Mỹ thường sử dụng trong cái trang Wikipedia. Nay thì Nga lại có một cái trang tương tự như vậy gọi là Ruwiki và được xem là một trong những cái trang có thái độ thân thiện và ủng hộ cho chính quyền của ông Vladimir Putin. Trang Ruwiki này được xem là một phiên bản copy tương tự như là Wikipedia và nó sẽ sử dụng bằng ngôn ngữ của Nga với người đầu tiên tổng biên tập mà họ nói rằng là có thể điều chỉnh tất cả những cái giải thích về tất cả những cá nhân và các công ty cũng như các sự kiện trên thế giới người này có tên là Vladimir Medico, à, theo tương trình của tờ Telegraph cho biết Medico, à, được xem là người đã làm việc cho Wikipedia trong vòng 20 năm và sau đó thì ông ta đã nghỉ việc và sau khi mà có cái gọi là cuộc chiến của nga xâm lăng tại Ukraine theo tường trình của hãng thông tấn Bloomberg và ông này nói với tất cả các cơ quan truyền thông tại nga là họ sẽ có một thái độ trung dung và cam kết sẽ có những cái uh, ngôn ngữ cũng như những cái nội dung chính xác và cao hơn và đúng với luật lệ của nga và không để cho tình trạng gọi là có cái uh, uh, gọi là giải thích một cách uh, gây hoang mang và ông ta nói rằng ông ta sẽ cố gắng thúc đẩy cái việc mà gọi là quyền tự do ngôn luận và uh, truyền thông ở trên cái trang này và medico cho biết ông ta làm việc một cách độc lập tuy nhiên thì uh, nhiều nguồn tin cho rằng là ông ta có thái độ thân thiện với nhà nước của Nga, đặc biệt và là, là với ông Vladimir Putin. Trang này chính thức sẽ được ra ra mắt vào tháng 7 và nó sẽ là được xem xem là được trang đối đầu với lại trang Wikipedia phía của Wikipedia đã từ chối lời đòi hỏi của phía Nga là xóa bỏ tất cả những cái bài viết liên quan tới cuộc xâm lăng tại Ukraine. Mà trong đó thì Nga xem đây là một chiến dịch quân sự đặc biệt. Trong khi đó thì Wikipedia vẫn xem đây là một cuộc xâm lăng rõ ràng. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Joe Biden đã cho phép sử dụng 3.000 binh sĩ trong lực lượng trừ bị sẵn sàng để khai triển họ qua bên Âu Châu. Bản tin mới nhất cho biết thì ông Tổng thống Joe Biden đã cho phép ngủ giác đài là sẽ đưa khoảng 3.000 binh sĩ trong lực lượng trừ bị sẵn sàng để khai triển qua Âu Châu. Ông Biden cho biết trong một cái sắc lệnh mà ông ta ký ra là cần thiết để mà có những cái lực lượng vũ trang hoạt động của Hoa Kỳ à, ảnh hưởng tới cái uh, chiến dịch bảo vệ và thúc đẩy cái hòa bình và ổn định ở khu vực vùng à, à, Đại Tây Dương và trong đó Hoa Kỳ và Liên hiệp Âu Châu đã sẵn sàng chịu trách nhiệm. Và hiện vẫn chưa rõ khi nào thì phía ngũ giác đài sẽ chính thức cho khai triển những lực lượng trừ bị này. Và trong đó thì họ gọi đây là một cái chiến dịch gọi là Operation Atlantic Resort, tức là giải quyết ở khu vực ở biển Đại Tây Dương. Và trong đó cho phép khai triển cái lực lượng trừ bị đặc trách về tác chiến kể từ năm 2014. Và nỗ lực này là đối phó với việc Nga đã từng xác nhập cái bán đảo Crimea và ngay sau đó thì nó đã được chậm lại và hiện nay thì ông Joe Biden cho biết là ông ta đã bắt đầu thúc đẩy cái chiến dịch này và sẽ có thêm 3.000 binh sĩ của Hoa Kỳ trong lực lượng trừ bị có thể được khai triển tới Âu Châu tư lệnh có tên là douglas sim giám đốc điều hành của cái chiến dịch này nằm trong bộ tham mưu cho biết với hãng thông tấn reuters và một số những thông tín viên trong cuộc họp báo ngày thứ năm là để tạo ra quyền lợi và cơ hội cho tất cả những chính quyền và chúng tôi sẽ chắc chắn sẽ bảo vệ cho âu châu đây được xem là một trong những xác lệnh mới nhất của ông joe biden đưa ra nhằm có thể thúc đẩy cái việc gọi là an toàn và thịnh vượng của âu châu theo xác lệnh của ông joe biden thì 3.000 binh sĩ này sẽ được khai triển bất cứ giờ phút nào và trong đó đã có đến 450 binh sĩ đã sẵn sàng ở trong cái lực lượng để được khai triển. Đây được xem là một trong những cái quỹ chuyển mới nhất của ngũ giác đài sau khi mà họ đánh giá về tình hình của Ukraine và của Nga. Cùng một lượt thì phía của lực lượng chỉ huy của lực lượng quân sự của Âu Châu cũng cho biết rằng là họ sẽ tăng cường thêm tất cả những cái mạng lưới quân sự của họ ở các quốc gia được xem là có đường biên giới với cả Belarus và của Ukraine để đề phòng bất kỳ một biến cố nào có thể xảy ra. Đây được xem là một trong những cái quyết định mới nhất của ông Joe Biden liên quan tới tình hình mà gọi là an toàn tại Âu Châu. Cũng trong ngày hôm nay thì Cuba đã lên tiếng và phán Hoa Kỳ trong việc mà một tìm thủy đỉnh nguyên tử của Hoa Kỳ đã cập vào cái vùng vịnh Guantanamo mà à, phía Cuba cho rằng đang tìm cách gây căng thẳng ở khu vực. Bản tin mới nhất từ ở khu vực Trung Mỹ và Nam Mỹ cho biết thì à, chính quyền của Cuba trong ngày thứ ba đã lên tiếng và, và chỉ trích Hoa Kỳ rất nặng nề sau khi mà Hoa Kỳ đã cho khai triển một cái tìm thủy đỉnh nguyên tử tới là cái căn cứ quân sự của họ tại cái vùng vịnh Guantanamo và gọi đây là một cái hành động gia, gia tăng sự khiêu khích và gây căng thẳng giữa Washington trong lúc mà Washington đang cáo buộc là nhà nước Cộng sản Cuba đang có cái cuộc hợp tác với Trung Quốc để có một căn cứ quân sự và kể cả một trung tâm hoạt động gián điệp tại đây. Sự hiện diện của tìm thủy đỉnh nguyên tử này trong giây phút này rõ ràng là một cái hành động gây căng thẳng ở khu vực và gây ra bất ổn trên thế giới. Ngoại trưởng của Cuba đã đưa ra lời phát biểu như trên và Washington vẫn chưa biết là cái tiềm thủy đỉnh này thật sự có mặt ở trong cái căn cứ hải quân hay không. Hiện nay thì à, phía Bộ ngoại giao của Cuba cho biết là chiếc tiềm thủy đỉnh này đã được trang bị vũ trang và nó sẽ đã đậu từ ngày 5 cho tới ngày 8 tây tháng 7. Trong khi đó thì phía Bộ ngoại giao Hoa Kỳ vẫn không cho biết thêm chi tiết về cái à, những gì đang có ra đang diễn ra tại căn cứ hải quân của Hoa Kỳ tại vùng vịnh Guantanamo nơi mà Hoa Kỳ đã sử dụng là một cái trại giam đối với những phần tử khủng bố và nơi đây vốn đã được à, à, Hoa Kỳ quản trị và mướn từ của Cuba. Trong khi đó, thì à, một giáo sư của trường đại học gọi là Washington American University nói với hãng thông tấn Reuters là biến chuyển này có vẻ như là để đề phòng cái vấn đề của Trung Quốc, đặc biệt là việc mà Trung Quốc đang có hợp tác về quân sự và lắp đặt một cái à, trạm quân sự của họ ở tại Cuba cũng như là một cái trung tâm gián điệp của Trung Quốc có thể hoạt động tại Cuba. Cuba ba đã từ lâu nói rằng Hoa Kỳ đã đóng lại cái căn cái căn cứ hải quân này là 121 năm và trước đây nó đã được mở lại trở thành một cái trại tù dành cho những phần tử khủng bố mà Washington đã sử dụng để mà tống giam những phần tử khủng bố sau vụ khủng bố 9/11 năm 2001 và trong đó thì Washington cho biết rằng là họ sẽ dần dần đóng cửa cái trại tù này. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của khu vực Trung Mỹ và Nam Mỹ ngày hôm nay cùng một lượt trong ngày hôm nay Google đã cho ngăn chặn cái AI chatbot ở tại Canada. Bản tin mới nhất cho biết thì Canada là một trong rất ít quốc gia trên thế giới đã không có thể uh, tiếp cận vào trong cái uh, trí tuệ nhân tạo tức là AI của Google gọi là chatbot bar à, và công ty này nói rằng họ phải đáp ứng tất cả những cái yêu cầu của chính quyền liên bang. Google loan báo trong cái blog của họ vào ngày 13 tây tháng 7 là cái à, à, họ có hiện diện của cái trang gọi là AI này. Tức là ở tổng cộng là 230 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tuy nhiên Canada lại không nằm trong cái danh sách này và các quốc gia mà bị à, loại trừ bao gồm luôn cả Trung Quốc, Nga và Bắc Hàn. Và khi được hỏi tại sao Canada lại không nằm trong cái danh sách của những quốc gia mà có được cái sự hiện diện của AI thì hãng Google đã trả lời là vẫn tiếp tục đang xây dựng với với tinh thần trách nhiệm. Tuy nhiên, chúng tôi cần phải đáp ứng tất cả những cái luật lệ cần thiết của Canada và chúng tôi vẫn chưa sẵn sàng để đáp ứng tất cả những cái luật lệ cần thiết này với cái trạng AI của chúng tôi đây được xem là một trong những quốc gia rất hiếm hoi của khối tây phương đã không nằm trong danh sách phát triển cái hệ thống ai của google gọi là bar đây được xem là một trong những cái hệ thống ai mà google đang cạnh tranh với lại open ai và họ đã cho à, phát động cái trang này từ hồi tháng 3 và trang này đã được à, duyệt xét bởi của liên hiệp âu châu và trong đó họ nói rằng là phía google đã không trả lời được về các vấn đề liên quan tới bảo vệ dữ liệu của người sử dụng và nằm trong cái chương trình gọi là data protection commission và họ nói rằng họ sẽ duyệt xét tiếp trước khi mà cái bo này được phát triển ra bên ngoài bo chat gpt của microsoft hiện nay được xem là hai công ty dẫn đầu của thế giới trong cái vấn đề gọi là AI hay tạm gọi là mà trí tuệ nhân tạo và gọi còn gọi là một cái hệ thống robot có thể trả lời bất cứ điều gì mà quý vị đặt câu hỏi hoặc yêu cầu. Đây được xem là một cái cuộc chạy đua về trí tuệ nhân tạo giữa Google và một số những quốc gia những công ty đối tác và được xem là cạnh tranh với họ, trong đó gồm có Microsoft, gồm có cả nhà tỷ phú Elon Musk đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay một vụ nổ bom được xem là có sự lừa gạt gây nguy hiểm cho những người đi tìm người mất tích tại mexico và điều này đã gây ảnh hưởng lớn tại mexico bản tin từ mexico cho biết thì một kẻ đã đánh bom được xem là đại diện cho những tay trùm ma túy tại đây đã đưa ra một bản báo cáo giả về một ngôi mộ tập thể cho phía của cảnh sát và gạt họ tới khu vực này và bắt đầu giật sợ nổ bom khiến cho nhiều người bị thiệt mạng và ảnh hưởng tới tình trạng mà tình nguyện cũng như các cảnh sát để khai triển tìm kiếm 111.000 người đã bị mất tích tại Mexico hầu như những người đi tìm kiếm và những người mẹ đi tìm kiếm những thi hài con cái của mình đã bị bắt cóc hoặc là bị sát hại bởi thành phần băng đảng và đã chôn họ ở những ngôi mộ tập thể khác và một ngày sau vụ tấn công hôm thứ ba khiến cho bốn cảnh sát và hai thường dân bị thiệt mạng thì thống đốc của một cái tiểu bang tại mexico đã tạm thời ngưng lại tất cả các cái chiến dịch tìm kiếm người mất tích người này có tên là afaro và ông nói rằng là các tình nguyện viên và những cảnh sát đã đi đã phải ngưng lại cái chiến dịch tìm kiếm người dọc theo cái khu vực gọi là Jalisco, một tiểu bang của Mexico trong đó thì các tay trùm ma túy đã lợi dụng một nhân vật xem là bí ẩn và nhân vật này đã gọi báo về tình trạng phát hiện ra những ngôi mộ tập thể và gạt cảnh sát cũng như những người tình nguyện viên tới để tìm kiếm ngôi mộ này và ở đó thì họ đã gài sẵn chất nổ và việc này đã khiến cho ít nhất là 4 chiếc xe đã bị bốc lên trời và ít nhất là 14 người đã bị thương và gần như là 4 cảnh sát và hai thường dân đã bị thiệt mạng. Đây được xem là một trong những cái cuộc lừa gạt nguy hiểm và nó ảnh hưởng tới việc tìm kiếm hàng trăm ngàn người đã bị mất tích tại Mexico trong lúc mà nhóm băng đảng ma túy ở tại đây hoạt động và có những hành động đối đầu với chính quyền. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của... Á à, Châu của Trung Mỹ ngày hôm nay và được xem một trong những bản tin hàng đầu trong channel của Trần Nhật Phong ngày hôm nay. Hạ viện của Hoa Kỳ đã thông qua cái dự luật quốc phòng cho tài khoá năm 2024 và trong đó họ đã nghiêm cấm ngũ giác đài sử dụng bất kỳ một cái bản đồ nào mà trong đó à, nói rằng là Đài Loan là một phần của Trung Quốc bản tin từ ở Washington cho biết thì hạ viện của Hoa Kỳ trong tối ngày thứ năm đã thông qua một cái dự luật quốc phòng bao gồm luôn việc tu chính một cái điều khoản trong đó nghiêm cấm ngũ giác đài sử dụng bất kỳ một cái bản đồ nào mà mô tả Đài Loan là một phần của Trung Quốc việc mà hạ viện chấp thuận cái ngân sách quốc phòng cho tài khoá năm 2024 gọi tắt là NDAA với tổng số tiền là 886 tỷ Mỹ Kim chi phí cho Bộ Quốc phòng, trong đó bao gồm luôn một bản tu chính được dân biểu của tên là Tom Tiffany đã đệ trình và trong đó ban lệnh cấm cái Bộ Quốc phòng là không được sử dụng bất kỳ một cái bản đồ nào mà có liên quan tới việc mô tả Đài Loan là một phần của Trung Quốc. Nhà lập pháp này cho biết là việc mà cung cấp ngân quỹ này đã là, bao gồm việc mà sử dụng tạo ra sản xuất hoặc là trình trình bày bất kỳ một cái phần nào của Đài Loan trong đó gồm có đảo Kim Môn, đảo Mã Tổ, Bình Hồ và Quốc Green Island, Okin Island tất cả là nếu như mà mô tả những phần này là những phần lãnh thổ của Trung Quốc, nước cộng hòa nhân dân Trung Quốc sẽ bị nghiêm cấm và trong đó ông Tiffany cho biết là chúng tôi biết được chúng ta đều biết được Đài Loan chưa bao giờ là một phần của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bất kỳ một cái lời tuyên bố nào về chủ quyền đều là lời tuyên bố giả tạo. Vị dân biểu này lên tiếng cho biết gì trên. Và việc tu chính này đòi hỏi các cái bản đồ được sử dụng rất là đơn giản. Trung Quốc là Trung Quốc và Đài Loan là Đài Loan. Ông đã phát biểu như trên. Vào tháng 3 năm 2022, thì quốc hội của Hoa Kỳ cũng thông qua một bản tu chính tương tự như vậy, cũng được bảo trợ bởi dân biểu Tiffany, trong đó ban lệnh cấm bộ ngoại giao Hoa Kỳ không được sử dụng bất kỳ một cái bản đồ nào cho thấy Đài Loan là một phần của Trung Quốc. Và năm 2018 thì Bộ Ngoại Quốc phòng Hoa Kỳ cũng đã buộc phải và lấy xuống một bản báo cáo về tình trạng kho chứa nguyên tử của Hoa Kỳ sau khi mà trong đó cho thấy rằng là có một bản đồ mô tả là Đài Loan là một phần lãnh thổ của Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, đại sứ của Bắc Hàn đã lên tiếng quy trách nhiệm cho Hoa Kỳ đã gây căng thẳng tại khu vực khi mà ông này xuất hiện trên cái phiên họp của hội đồng bảo an liên hợp quốc rất hiếm hoi thì đại sứ của bắc hà đã lên tiếng bảo vệ cho việc mà quốc gia này đã bắn thử một quả tiễn đạn đạo xuyên quốc gia à, lúc mà ông ta xuất hiện trên hội đồng bảo an liên hợp quốc vào ngày thứ năm được xem là sự xuất hiện rất hiếm hoi. Trong đó, ông ta cáo buộc chính Hoa Kỳ là quốc gia đã tạo ra tình trạng gọi là nguy hiểm, căng thẳng và có thể dẫn tới một cuộc chiến về nguyên tử. Ông này có kim là Kim Son và ông ta nói với Hội đồng Bảo an Liên Quốc vào ngày thứ Tư là Bắc Hàn cần phải có một cái tiếng nói của họ ở trên Hội đồng Bảo an Liên Quốc. Và ông ta nói rằng việc bắn thử cái hỏa tiện đạn đạo xuyên quốc gia có tên là Wa 18 là một trong những cái hành động tự vệ của Bắc Hàn và ông ta lên tiếng cáo buộc Hoa Kỳ đã gia tăng căng thẳng tại khu vực khi mà Hoa Kỳ khai triển cái tiềm tuyển đỉnh nguyên tử tới Nam Hàn lần đầu tiên trong vòng 14 năm qua và ông này nói rằng việc bắn thử hỏa tiễn đó không có ảnh hưởng tiêu cực tới cái an ninh và các quốc gia láng giềng và chỉ ra cho thấy về cái bản loan báo của Nhật Bản về cái ICBM này nó nằm ở khu vực nằm ngoài cái vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản trong khi đó thì đại sứ của Nam Hàn ở tại Liên Quốc là Wang John Kun, à, lên tiếng và nói rằng làm cách nào mà cái hỏa tiễn ICBM này mà không gây ảnh hưởng tới những quốc gia láng giềng một cách an toàn trong đó thì ông này lên tiếng lần đầu tiên ông ta đã được phát biểu tại cái hội đồng Bảo An Liên Quốc kể từ năm 2017 ông Wang nói rằng phía Bắc Hàn đã tiếp tục tái nhắc lại việc mà họ bắn thử các hỏa tiễn đạn đạo và trong đó gần như là theo đuổi việc sở hữu thêm đầu đạn nguyên tử Cùng một lượt thì trong ngày hôm nay thì các quốc gia gồm có Hoa Kỳ, Nhật Bản đã cùng với Nam Hàn lên án gây gắt việc bắn thử cái hỏa tiễn đạn đạo này và nói rằng đã vi phạm hàng loạt các cái nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Quốc cấm bắn thử các cái hỏa tiễn đạn đạo. Trong khi đó thì Hội đồng Bảo an đã ban lệnh cấm vận với Bắc Hàn lần đầu tiên khi mà họ thử nghiệm nguyên tử từ năm 2006 và tiếp theo những năm sau đó là những cái lệnh siết chặt về vấn đề cấm vận và các nghị quyết liên tục được đưa ra và có một số nghị quyết đã bị phản đối bởi Nga và Trung Quốc. Đây được xem là lần đầu tiên rất là hiếm hoi kể từ năm 2017, đại sứ của Bắc Hàn đã có mặt trong cái phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Quốc gồm 15 thành viên. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, trung quốc và hiệp hội các quốc gia đông nam á đã hoàn tất cái vòng thứ hai trong việc thảo luận về cái bản thỏa thuận code of conduct tức là cái thỏa thuận gọi là quy tắc ứng xử ở trên biển đông việc này diễn ra sau khi mà có phiên họp giữa giới ngoại giao của trung quốc và người đứng đầu trong cái chính sách đối ngoại của trung quốc là ông vương nghị cùng với lại ngoại trưởng của indonesia là redno masudi ở tại jakarta nơi được xem là tổ chức cái hội nghị của khối asean Ông Vương Nghị đã lên tiếng và nói rằng Trung Quốc ủng hộ cho một cái uh, quy tắc và những tập tài liệu của các phía liên quan tới cái uh, Code of Conduct tức là quy tắc ứng xử và trong đó là sẽ đóng vai trò tích cực trong việc mà gọi là bảo vệ cho quy tắc này. Tuy nhiên thì đôi bên vẫn cho biết rằng là họ sẽ có thêm cái thời gian để cho tới cuối năm nay hoàn tất cái phía cái uh, bản thỏa thuận về quy tắc ứng xử trên biển đông. Trung Quốc thì thường xuyên vẫn muốn rằng bản thỏa thuận quy tắc này là không để cho quốc gia nào mà không có thềm lục địa được can dự vào bản quy tắc này. Trong khi đó thì các quốc gia tại Á Châu đã lên tiếng phản đối. Trong đó họ nói rằng Trung Quốc đã dùng cái thế lực nước lớn để mà uy hiếp những nước nhỏ. Điều này sẽ là một cái hành động gọi là mất quân bình về quân sự. Và họ mong muốn rằng có những quốc gia thứ ba đóng vai trò trọng tài và giám sát tất cả những cái hoạt động trên mặt biển, đặc biệt là khu vực Biển Đông. Việc này đã gây ra bế tắc khá nhiều và hiện nay thì Trung Quốc cũng như là khối ASEAN đã đạt được cái thỏa thuận thứ hai ở trong đó họ hy vọng là từ đây tới cuối năm sẽ hoàn tất cái thỏa thuận về cái quy tắc ứng xử trên biển đông mà trong đó đa số các quốc gia tại Đông Nam Á đều mong muốn là quy tắc này sẽ phải dựa ở trên cái khung luật của luật biển của Liên Hiệp Quốc trước đây gọi là UNCLOS năm 1982 trong khi đó thì Trung Quốc vẫn lên tiếng bác bỏ và nói rằng là họ không muốn là có một cái quốc gia không có thêm lục địa can dự vào tất cả những cái quy tắc ứng xử trên biển Đông. Ý của Trung Quốc là muốn ám chỉ tới Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á châu Thái Bình Dương ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình khu vực này ngày hôm nay thì Trung Quốc đã lên tiếng thúc giục Việt Nam là phải tuân thủ những gì đã ký kết với Trung Quốc trong cái vấn đề gọi là thảo luận về biển Đông bắc kinh đã lên tiếng thúc đẩy phía hà nội là phải tuân thủ những gì đã ký kết trong việc tranh chấp trên biển đông một giới chức ngoại giao hàng đầu của trung quốc cho biết bên lề của hội nghị của các bộ trưởng đặc trách về đông nam á tức là khối asean thì vương nghị được xem là người đứng đầu chính sách đối ngoại của bộ chính trị cộng sản trung quốc đã lên tiếng và nói rằng ông ta sẽ sẵn sàng nhập cản thêm tất cả những mặt hàng từ các quốc gia á châu trong đó đặc biệt là việt nam Đổi lại là Việt Nam phải tuân thủ những gì đã ký kết với lại Trung Quốc ở trên vấn đề hợp tác về biển Đông. Đó là lời phát biểu của Vương Nghị đã nói với lại ngoại trưởng của Cộng sản Việt Nam là Bùi Thanh Sơn và ông ta nói rằng Trung Quốc đã sẵn sàng làm việc với các quốc gia của Đông khối Đông Nam Á tức là khối ASEAN trong vấn đề quy tắc ứng xử và kêu gọi các quốc gia là phải làm việc chung và loại trừ tất cả những cái quốc gia nằm bên ngoài của cái khu vực của Á châu Thái Bình Dương. Khu vực Trường Sa được xem là khu vực đang có sự tranh chấp giữa Trung Quốc, Việt Nam, Malaysia, Philippines, Brunei và Indonesia và Đài Loan thì đúng hơn và trong đó cùng một lượt thì Trung Quốc vẫn tiếp tục tìm cách gọi là thúc đẩy phía Việt Nam. Trước đó thì Phạm Minh Chính là thủ tướng cộng sản Việt Nam cũng như là trước đó Nguyễn Phú Trọng khi mà bay qua chúc mừng cho tập cận bình ông Nguyễn Phú Trọng đã ký tổng cộng là 14 cái hiệp ước với Trung Quốc và ngay sau khi mà Phạm Minh Chính bay tới Trung Quốc thì Phạm Minh Chính đã yêu cầu phía Trung Quốc là mở cửa nhập cảng thêm mặt hàng của Việt Nam đồng thời là tăng cường hợp tác về năng lượng tức là họ phía Việt Nam muốn nhập cảng thêm năng lượng từ phía của Trung Quốc trong khi đó đổi lại thì không biết rằng Phạm Minh Chính đã cam kết điều gì với lại phía Trung Quốc trong vấn đề biển Đông. Tuy nhiên ngày hôm nay thì à, ở tại Jakarta, Vương Nghị đã lên tiếng và nói rằng Việt Nam cần phải tuân thủ những gì đã ký kết với Trung Quốc về về vấn đề gọi là hợp tác trên biển Đông, một à, câu nói được xem ám chỉ là Việt Nam phải tuân thủ tất cả những gì mà họ đã đồng ý trong cái điều kiện của Trung Quốc để đổi lại à, Trung Quốc mở cửa thêm thị trường cho nông sản của Việt Nam. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam và của Trung Quốc ngày hôm nay. Cùng một lượt trong ngày hôm nay, Hoa Kỳ và Philippines đã có cuộc tập trận lớn như chưa từng có ở trên khu vực được xem là tranh chấp ở quần đảo Trường Sa Philippines và Hoa Kỳ đã bắt đầu thực hiện cuộc tập trận của họ với 18.000 binh sĩ trong ngày 11 tây tháng 7 vừa qua. Và đây được xem là cuộc tập trận lớn nhất nhằm đối phó với những hành động được xem là bức hại của Trung Quốc ở khu vực. Và cuộc tập trận này diễn ra chỉ một ngày sau khi mà Trung Quốc đã thực hiện một cuộc tập trận kéo dài 3 ngày gần eo biển Đài Loan để đối phó với tình trạng mà bà Thái Anh Văn đã từng có cuộc gặp gỡ với lại ông Kevin McCarthy và cuộc tập trận này được xem là cuộc tập trận lớn nhất của Philippines và của Hoa Kỳ trong đó thì lực lượng tuần duyên của Philippines trước đó đã lên tiếng cảnh báo về cái thái độ của Trung Quốc ở trên khu vực Trường Sa nơi nằm trong cái khu vực quản trị của Philippines mà trong đó thì hàng trăm tàu dân quân ngư phủ cùng với lại 6 tàu hải giám và hai tàu hải quân của Trung Quốc đang xuất hiện tại đây và uy hiếp tới các cái tàu của tuần duyên của Philippines và cuộc tập trận này diễn ra trong lúc mà Hoa Kỳ và Nhật Bản tuyên bố là sẽ nhúng tay vào và hỗ trợ cũng như là huấn luyện cho tất cả lực lượng tuần duyên của Philippines. Cùng một lượt thì phía Philippines cho biết là từ nay là họ sẽ có tất cả những ký giả của ngoại quốc ở trên các tàu tuần duyên của họ để ghi nhận lại tất cả những hình ảnh gì đang xảy ra trên quần đảo Trường Sa vốn đã bị Trung Quốc tìm cách gọi là thao túng và tìm cách làm xa, sai lạc tất cả những thông tin diễn ra ở trên quần đảo Trường Sa. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, bà Janet Yellen sẽ bay tới Ấn Độ tham dự cái hội nghị G20 và trong đó thì bà sẽ gặp gỡ với một số đối tác bao gồm luôn cả Việt Nam. Bộ trưởng Tài chánh Hoa Kỳ là bà Janet Yellen sẽ viếng thăm Ấn Độ trong tuần này và gặp gỡ với các bộ trưởng Tài chánh trong ngôi khối G20 và tiếp tục sẽ có các cuộc đối thoại với Cộng sản Việt Nam trong vấn đề về mậu dịch. Theo tường trình của Bộ Tài chánh đưa ra, bà Yellen sẽ bay tới Gandhi Anaga ở Ấn Độ từ ngày 13 cho tới ngày 21 tây tháng 7 để tham dự vào cái hội nghị thượng đỉnh của khối G20, các bộ trưởng Tài chánh và các thống đốc ngân hàng trung ương và trong phiên họp này thì bà sẽ đưa ra những cái tính tiến trình gọi là thách thức trên toàn cầu bao gồm luôn các món nợ của nhiều quốc gia đã đang phát xin lỗi về nhiều quốc gia đang phát triển và nghèo khó đặc biệt là bà sẽ đưa ra một cái chính sách gọi là có một cái cuộc liên hợp giữa các ngân hàng phát triển để hỗ trợ cho những quốc gia này trong đó họ gánh rất nhiều những món nợ từ phía của Trung Quốc thông qua một vành đai một con đường và trong đó thì phía Việt Nam đã yêu cầu được gặp riêng với bà Janet Yellen và trong đó thì bà Phạm Minh Chính và cùng với lại Bộ trưởng Tài chánh là Hồ Đức Phóc cùng với một số viên chức khác cũng sẽ tiếp cận với bà Janet Yellen và theo bản tin từ phía của Tờ Apple Time cho biết cuộc gặp gỡ này nhằm mục đích là phía Việt Nam mong muốn là vay thêm nợ và ít nhất là khoảng có 15 tỷ Mỹ kim để mà uh, hỗ trợ cho Việt Nam trong việc mà chuyển đổi qua cái nguồn năng lượng sạch. Tuy nhiên thì bà Janet Yellen có vẻ như là vẫn chưa đồng ý trong vấn đề này và bà mong muốn rằng phía Việt Nam phải có một thái độ lập trường rõ rệt. Trong cái chiến lược của Hoa Kỳ chuyển trục về Á Châu trước khi cam kết chuyện khác Và thứ hai bà nhấn mạnh đến cái vấn đề nhân quyền mà Việt Nam đang có những cái lạm dụng về nhân quyền Đây được xem là một trong những cái chuyến đi khá quan trọng của bà Jane Excellent Bay tới Ấn Độ dự vào hội nghị khối G20 Và trong đó thì Cộng sản Việt Nam lại được mời Tôi dùng chiếc chiếc được mời ở trong mặt kép ở trong cái hội nghị G20 này G20 là 20 nền kinh tế lớn nhất trên thế giới và có chung một giá trị và điều này có nghĩa là những quốc gia khác chỉ được mời với tính cách là quan sát viên. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á châu Thái Bình Dương ngày hôm nay. Và cuối cùng cũng liên quan tới tình hình Á châu Thái Bình Dương ngày hôm nay, Trung Quốc đã xây dựng một cái uh, 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 một cái hệ thống được xem là chế tạo các cái tàu của họ và trong đó theo cái dạng của Liên bang Xô Viết trước đây và trong đó bao gồm luôn một số những chiếc vận dương hạm đổ bộ. Lực lượng hải quân của lực lượng Piolet cho biết là họ đang xây dựng ít nhất là hai cái du class uh, amphibious uh, assault uh, tức là một trong những cái uh, chiếc mà gọi là vận dương hạm đổ bộ tấn công uh, tương tự như là cái uh, mô hình của Liên bang Soviet trước đây và nó sẽ được hoàn tất trong vòng vài tháng. Và các loại vận dương hạm này vốn là được copy từ cái bản thiết kế của những cái vận dương hạm cũ của, của Liên bang Soviet và lực lượng Piolet. Hiện nay họ nói rằng... Họ đang tìm cách thực hiện ít nhất là 6 chiếc tàu này theo tường trình của Naval News cho thấy là các chiếc này có cái trách nhiệm là vận hạ vận chuyển tất cả các binh sĩ và có thể có khả năng đổ bộ và tấn công đặc biệt là cái loại vận dương hạm này được thiết kế để có thể đổ bộ dễ dàng hơn trên đảo quốc Đài Loan. Đây được xem là một trong những cái tham vọng mới nhất của Trung Quốc muốn trở thành lực lượng hải quân đứng đầu trên toàn cầu. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á châu Thái Thái Bình Dương ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán giả rất là nhiều cho bản tin này. Và bây giờ, <laughs> như thường lệ, chúng ta vẫn bước qua phần đọc comment và thảo luận. Trước khi đi vào đọc comment và thảo luận, thì cho phép Phong vẫn nhắc lại cái cuộc gặp gỡ giữa các khán giả của N10TV và TNP Channel ngày 30 tây tháng 7 sắp tới đây tại Rose Center ở quận Cam. Đây là cuộc hội ngộ mà Phong uh, cố tình làm ra để uh, gặp gỡ với lại tất cả khán thính giả của N10 TV, trương Quốc Quy và TNB Channel Trần Nhật Phong với sự điều hợp của Mã Tiểu Linh. Bởi vì mỗi một năm quý vị về đây đều liên lạc riêng thì bây giờ chúng ta gặp gỡ chung luôn. Cho nên Phong chọn cái ngày 30 tháng, tháng 7. Quý vị nào mà đưa gia đình về California uh, uh, nghỉ 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 ngơi và uh, đi dự chợ đêm hay là uh, có những cái vui chơi ở tại California Quý vị có thể liên lạc qua cái địa chỉ email trần nhật phong đạo diễn at yahoo.com để biết thêm chi tiết và ghi danh. Khi ghi danh quý vị nhớ để tên số điện thoại và số lượng người tham dự bởi vì cái role center nó có khoảng 400 ghế mà thôi. Nó không có hơn được do đó chúng tôi đành phải ưu tiên cho những người nào ghi danh trước. Cảm ơn tất cả khán giả rất nhiều. Trần Nhật Phong đạo diễn at yahoo.com đó là cái địa chỉ email mà quý vị có thể liên lạc. Bên cạnh đó thì vẫn cảm ơn công ty Teletron và tôi được biết một ngày trước khi có cuộc hội ngộ của TNB Channel và N10 TV thì công ty Teletron sẽ tổ chức một cái buổi trao giải học bổng lên tới 100.000 Mỹ Kim. Và đây là những cái học bổng mà công ty Teletron để trao giải lại cho tất cả những con em trong cộng đồng mà học giỏi trong trường có thể nhận được những cái học bổng này lên tới 100.000 Mỹ Kim. Ngày 29 tây tại Grand uh, Theater, tức là cái đại rạp Sài Gòn Performing Act cũ ở tại thành phố Fountain Valley. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc với lại công ty Teletron qua số điện thoại là 1877 892 6999 1877 892 6999 để biết thêm chi tiết và quý vị có thể vào trang web của Teletron là teletronusa.com và cảm ơn công ty Teletron rất là nhiều đã bảo trợ cho cái tạp chí quốc phòng của TNP Channel. Cảm ơn. Rồi bây giờ chúng ta bước qua cái phần đọc comment của quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay. Rồi lướt qua tất cả những cái lời chào hỏi của quý vị nha. Chúng ta đi thẳng vào tất cả những cái đề tài. Chỉ đạt một phần thỏa thuận của COC thôi sao cần phải tuân thủ theo phán quyết của trọng tài quốc tế mới được. Chưa biết. Vấn đề ở chỗ là do phía Trung Quốc. Quý vị có một cái điều tức cười nhất. Trước khi mà Hoa Kỳ có sự hiện diện trở lại ở Á Châu Thái Bình Dương thì Trung Quốc không muốn đối thoại về COC. Họ chỉ muốn thương thảo với từng riêng từng nước thôi. Họ chỉ muốn tương thảo với riêng từng nước trong vấn đề mà thỏa thuận COC thôi. Nhưng mà sau khi mà Hoa Kỳ bắt đầu hiện diện rất nhiều tại Á châu thì bây giờ Trung Quốc lại muốn điều với cả khối à, Á châu tức là 10 quốc gia trong hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Và bây giờ họ đạt được một phần à, một phần kế tiếp tức là phần thứ hai thì họ hy vọng rằng đoạt đạt được cái phần này vào cuối năm nay. Nhưng mà cái điều kiện đặt ra thì tôi nghĩ rằng hơi khó. Tại vì các quốc gia ở trong đó thì họ nói rằng là bởi vì họ là những quốc gia nhỏ do đó Trung Quốc là quốc gia lớn và mỗi lần mà có tranh chấp như vậy thì làm cách nào để mà giải quyết được thì các quốc gia này mong muốn là có một cái quốc gia thứ ba làm trọng tài ít nhất có một quốc gia thứ ba ngược lại Trung Quốc rất sợ cái điều này họ chỉ muốn là ô chúng ta giải quyết với nhau thôi không cần thằng nào xen vào hết và những thằng nào mà không có thèm lục địa ở đây thì đuổi nó ra cái kiểu của Trung Quốc là như vậy. Thì bây giờ chưa biết nhưng mà ít nhất là họ đạt được cái phần thứ hai. Phần thứ hai tức là về phần hành tránh. Tức là mỗi khi xảy ra biến động thì tất cả đều phải tự chế và giải quyết bằng phương pháp ngoại giao và đối thoại. Đó là cái phần thứ hai. Nhưng mà cái này tức là khi mà xảy ra một cái biến cố nào đó thì các quốc gia không có thể động binh, không thể lên gân mà phải ngồi xuống nói chuyện. Đó là cái phần thứ hai thôi nhưng cái phần then chốt nằm ở khúc chót là nếu như xảy ra thì làm sao nói chuyện một cách công bằng. Nếu những quốc gia nhỏ này lực lượng quân sự yếu, Trung Quốc dùng thế mạnh uy hiếp thì sao? Do đó, các quốc gia này vẫn muốn có sự hiện diện của nhiều quốc gia khác. Họ muốn cái biển Đông trở thành một vấn đề quốc tế chứ không phải là sự tranh chấp của Trung Quốc và các quốc gia ở Đông Nam Á mà nó là chuyện của quốc tế. Ngược lại Trung Quốc thì không muốn. Trung Quốc chỉ muốn giải quyết ở khu vực thôi. Thì quý vị, tôi nghĩ rằng cuối năm nay chưa chắc họ đạt được thỏa thuận này nha. Yeah. Rồi tiếp tục à Hoa Kỳ đang dần tiến đến việc loại bỏ chính sách One China, liệu Biden có tranh thủ giành quyền loại bỏ One China để tranh thủ phiếu và bầu với ủng hộ quốc tế của anh Phong, chưa biết được có thể đó. Có thể tại vì ông ta đang cân nhắc ông ta tung hỏa mù về một cái chính chiến dịch mơ hồ để mọi người có thể không hiểu rõ ông ta muốn cái gì thì tôi nghĩ rằng ông ta có thể sử dụng cái này giống như là một cái lá bài để ông ta lấy phiếu thì chúng ta đã nhìn thấy được và bây giờ ông ta liên tục đưa các viên chức trong nội các tới Trung Quốc từ Anthony Blinken, John giờ này sắp sửa tới John Kerry nữa thì tôi nghĩ rằng là ông ta đang tung hỏa mù và chính điều này nó sẽ làm cho mọi người bất ngờ. Cho mọi cho tới thì thấy là ông ta đang vuốt ve Trung Quốc. Rồi bất ngờ ông ta tuyên bố hủy bỏ One China Policy. Thì đương nhiên là cái lượng phiếu ủng hộ cho ông ta sẽ tăng lên. Và bây giờ ông ta đang cân nhắc tại vì tuần này ông ta chưa muốn đưa ra. Tuần này thì mức độ lạm phát của Hoa Kỳ đã giảm xuống còn 3%. Có nghĩa là Joe Biden đã có được thêm một số tín dụng rồi. Nhưng mà quý vị biết Joe Biden không có cái chính sách gì gọi là chống lạm phát cả việc chống lạm phát này là do quỹ dự trữ liên bang tăng phân lời do đó nó giảm được lạm phát nhiều lắm trong một năm nay thì quý vị châu bên đã được cái credit này cho nên ông ta chưa muốn ông ta đợi tới cái khúc nào đó ông ta sẽ chơi cái trò này có thể lắm nha trung cộng nói gì mà cộng sản việt nam không nghe à, người dân không hề biết cũng không muốn biết cộng sản việt nam nói gì làm gì người dân chán với cộng sản việt nam rồi nhưng mà vẫn đang sợ thật sự quý vị cái lời nói này của vương nghị giống như dùng việt nam là một cái hình thức uy hiếp các quốc gia khác tại vì ngày hôm nay gần như là bộ trưởng ngoại giao của các quốc gia của đông nam á có mặt ở tại jakarta indonesia để hội tham dự cái hội nghị mà jakarta là quốc gia hiện nay là quốc gia chủ tịch luân phiên tức là ở indonesia đó thì quý vị liệt này trung quốc dùng việt nam để mà răng đe những quốc gia khác trong lúc có mặt của Anthony Blinken là Ngoại trưởng của Hoa Kỳ. Thì trong đó Trung Quốc nói rằng thúc giục phía Việt Nam phải tuân thủ những gì đã ký kết trên Biển Đông. Đây là lời nói của Vương Nghị, nhân vật được xem là đứng đầu trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc. Thì quý vị, điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là thứ nhất là Vương Nghị muốn quăng một cái dằn uh, mặt đối với lại phía Cộng sản Việt Nam khi mà mong manh muốn gặp lại anthony Blinken của hoa kỳ đây là cái văn mặt thứ nhất là mày đã ký với tao rồi mày đừng có hóa hé nữa ok và thứ hai là vương nghị muốn dùng cái đó để mà chiêu dụ những quốc gia khác tại vì trong lời nói của vương nghị là sẵn sàng mở cửa nhập cảng những sản phẩm của các quốc gia đông nam á tức gọi là uh, uh, south asia điều này có nghĩa là a ai điêu với tôi ký thỏa thuận với tôi thì tôi mở cửa thêm thị trường và lấy việt nam làm một cái hình thức gọi là uy hiếp với những quốc gia khác còn cộng sản việt nam phạm minh chính đã ký kết cái gì với lại phía của trung quốc thì chúng ta không biết họ chỉ nói một ngôn ngữ chung chung a à, chúng tôi đã đạt được thỏa thuận hợp tác trên biển đông thôi cái đó là cái mà cộng sản việt nam đã ký với trung quốc nhưng sự hợp tác này như thế nào chi tiết ra sao chúng ta đều không biết. Chúng ta đều không biết để đổi lại Trung Quốc mở cửa thị trường cho nông sản Việt Nam và cho phép xuất cảng thêm điện qua Việt Nam. Thì quý vị, để đổi lại hai chuyện này thì cộng sản Việt Nam đã thỏa hiệp cái gì với Trung Quốc trên biển Đông? Để rồi ngày hôm nay Vương Nghị nói câu đó. Thì tôi thấy rõ ràng rõ ràng là đang có một cái gì đó tại vì Lời phát biểu của Vương Nghị đưa ra Đúng lúc bà Janet Yellen Đang có mặt chuẩn bị bay qua Ấn Độ Để giữ cái hội nghị G20 Và trong đó Cộng sản Việt Nam Cũng xin tham dự Làm quan sát viên của hội nghị G20 Phạm Minh Chính Có nghĩa là Phạm Minh Chính Vừa muốn tiếp xúc với lại Janet Yellen Và kể cả Bùi Thanh Sơn Đang muốn gặp Anthony Blinken Thì Vương Nghị quăng ra cái này Dằn mặt trước Mày ký với tao rồi Mày đừng có hó hé nữa cái kiểu của, cái, của trung quốc là như vậy tức là một cái hình thức hù dọa như vậy thì quý vị nếu bà chenet chelan có mặt ở đó bà có đặt câu hỏi với cộng sản việt nam không các anh đã ký cái gì với trung quốc trước khi mà các anh muốn chúng tôi à, cho các anh thêm thời gian thì các anh đã ký gì các anh phải chúng tôi biết có lẽ là tôi không biết bà chenet chelan có đặt câu hỏi này hay không nhưng nếu là người đứng về quyền lợi của Hoa Kỳ và các đồng minh đối tác tại Á Châu bà phải hỏi câu này với Cộng sản Việt Nam là trước khi mà các anh muốn hỏi muốn yêu cầu chúng tôi cho thêm thời gian bla 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 bla, thì các anh và rồi cho các anh 15 tỷ để mà các anh có thể à, thúc đẩy năng lượng sạch thì các anh phải cho chúng tôi biết các anh ký cái gì với Trung Quốc quý vị, đó là cái mà 15 tỷ không phải ít đâu mà bây giờ ở việt nam quý vị tất cả năng lượng sạch tức là solar panel với lại turbine pin tức là điện gió à, phong điện đó đều nhập cản từ trung quốc việt nam đâu có đủ khả năng làm chuyện này nguyên liệu từ trung quốc kỹ thuật sản xuất cũng từ trung quốc do đó quý vị cái việc mà vương nghị đưa ra cái lời tuyên bố này rõ ràng là một cái cảnh báo một cái thông điệp gửi cho phía của việt nam là cảnh báo đừng hó hé nữa và một thông điệp gửi cho Anthony Blinken hey thằng Việt Nam đã ký với tao rồi tụi bay đừng xen vô nữa nha đại khái như vậy nha rồi tiếp tục à lướt qua một số cái chúc mừng Taiwan từng bước được độc lập thoát khỏi cái bóng của Trung Quốc và chúc mừng bà Thái Văn đã cứng rắn vì quốc gia thật sự cô tôi nói quý vị là ngày hôm nay một quốc hội tối ngày hôm qua khi mà họ đưa vào cái bản tu chính này tôi cũng hơi bất ngờ là dân biểu Tom Tiffany. Ông này là người có quan điểm rất cứng rắn. Thì ông đưa vào và ông nói rằng là không cho phép. Và quý vị, tháng 3 vừa rồi, ông cũng bắt bộ ngoại giao không được phép dùng bất cứ một cái gì mà bản đồ nào mà nói là Đài Loan thuộc về Trung Quốc hết. Bây giờ tới phiên ngũ giác đài. Có nghĩa là, và tất cả sàn hạ viện đều đồng ý. Đảng Dân Chủ cũng không phản đối. Có nghĩa là quý vị, là quốc hội đang dọn từng bước một. Việc mà không thừa nhận Đài Loan là một phần của Trung Quốc. Coi như là bán chính thức xóa bỏ One China Policy rồi. Tại vì trong One China Policy nó khẳng định Đài Loan là một phần của Trung Quốc. Bây giờ cấm bản đồ. Thì coi như bán chính thức rồi các vị. Đúng chưa? Tức là nó đi được nửa đoạn đường rồi. Và chỉ cần xóa bỏ cái One China Policy này. Thì tôi nghĩ rằng ít nhất là có khoảng năm sáu quốc gia trên thế giới sẽ ban giao với đài loan nó tương tự như cái tình hình của Venezuela Quý vị còn nhớ Venezuela khi mà ông Huado uh, uh, ông lên ông cầm cái bản hiến pháp ra ông là chủ tịch quốc hội của Venezuela ông nói rằng là ông Nicolas Maduro là một tổng thống bất hợp pháp rồi bây giờ ông là tổng thống lâm thời hợp pháp trong vai trò là chủ tịch hạ viện ông là chủ tổng thống lâm thời hợp pháp ông mang cái bản hiến pháp của venezuela ra thì quý vị ngay lập tức hoa kỳ và 55 quốc gia thừa nhận cái vai trò hợp pháp của ông và coi như loại trừ maduro ra thì quý vị tương tự như vậy nếu như mà hoa kỳ xóa bỏ one china policy thì ít nhất cũng có mấy chục nước sẽ đứng chung với hoa kỳ để làm điều này do đó tôi nghĩ rằng là cái việc mà xóa bỏ One China Policy là con đường rất ngắn, không dài lắm đâu. Hạ viện từng bước từng bước họ tháo gỡ hết tất cả những cái đào cản cần thiết nha. Yeah. Rồi tiếp tục, wow. À, vấn đề là Việt Nam có ảnh hưởng gì với Đông Nam Á không anh vong dân Việt Nam đi làm tê cho những nước khác. nó no, cái vị trí của Việt Nam có ảnh hưởng rất quan trọng. Kinh tế thì chả có gì cả. Nhưng mà cái vị trí địa hình của Việt Nam Nó chiếm một cái chiến lược quan trọng Có điều là Bây giờ Cộng sản Việt Nam phải chọn Chọn phía nào Tôi nghĩ rằng họ chọn phía Trung Quốc Tại vì vừa rồi Phạm Minh Chính bay qua Trung Quốc Dẫn một cái bầu đoàn thể tử qua Trung Quốc Thì năng nỉ Trung Quốc mở cửa thị trường nông sản Năng nỉ Trung Quốc tăng cường xuất cản về năng lượng Tức là điện qua Việt Nam thì đổi lại hà nội đã ký cái gì và lúc đó cái bản tuyên bố là chúng tôi sẽ hợp tác toàn diện trên biển đông tức là comprehensive cooperation như vậy thì hợp tác toàn diện đó là cái gì tại sao không đưa chi tiết cho toàn dân thấy tại sao không đưa toàn bộ chi tiết đó cho người dân thấy để coi hợp tác đó là cái gì thì quý vị do đó ngày hôm nay á, vương nghị đưa ra một cái lời tuyên bố như vậy rõ ràng đang dằn mặt phía việt nam và đang gửi một cái lời cảnh báo với hoa kỳ ê thằng việt nam nó ngã vì phía tao rồi đó <laughs> rõ ràng như vậy nha rồi tiếp tục à... Wow lướt qua một số những cái đọc rồi nha ok bà Thái Anh Văn đối với Trung Cộng không hề nhu nhược yếu hèn cúm núm sợ sệt ngược lại mạnh mẽ chỉ thẳng gọi mặt tên sẵn sẵn sàng chống trả nếu Trung Quốc xâm lược uh, quay hùng cho một dân tộc nhỏ bé thật sự quý vị tại vì cái địa thế của Đài Loan là cái địa thế rất quan trọng và bà Thái Anh Văn hay đảng dân chủ cấp tiến họ vẫn chủ trương điều này và do đó cái cuộc bầu cử tại Đài Loan sắp tới nó rất quan trọng nếu Lai Chinh Tê tức là phó tổng thống của Đài Loan đắc cử tổng thống tức là đảng cầm quyền bây giờ tiếp tục cầm quyền đó thì có lẽ sẽ có cuộc chiến tranh tại Đài Loan tại vì Trung Quốc không chấp nhận cái thái độ của ông Lai Chinh Tê ngược lại Trung Quốc đang muốn hai nhân vật khác thắng một người là của Đảng Nhân dân Đài Loan một người là của Quốc dân đảng tại vì hai nhân vật này thắng thì sẽ không đối đầu gây gắt với Trung Quốc thì cái hiện trạng đó nó vẫn duy trì được Nhưng mà nếu lai like chân tây lên Mọi việc khác đi Do đó Tất cả những cái hiện nay là đều tác động vào trong cái uh, nội cái nội tình của Đài Loan Đặc biệt là cuộc bầu cử sắp tới Do đó quý vị Cùng một lượt Hạ viện Hoa Kỳ cũng tấp bi tới luôn Và ngày hôm qua quý vị còn nhớ là Ông uh, Tân Tổng Tham mưu trưởng của Hoa Kỳ Ông da đen á Ông Brown á Ông lên tiếng ông nói rằng việc đầu tiên ông làm lúc mà ông ra ông điều trần trước thượng viện để xác nhận tại vì sắp sửa là Mark Milley hết nhiệm kỳ rồi ông là người thay thế Mark Milley là tổng tham mưu trưởng thì ông ông trả lời trên thượng viện là ông sẵn sàng sử dụng cái kho chứa vũ khí để hỗ trợ cho Đài Loan trong trường hợp khẩn cấp mà không cần phải có sự chấp thuận của quốc hội thì quý vị điều này cho thấy là họ đang tác động dần lên cái việc của Đài Loan và có lẽ đây là cái lằn ranh đỏ mà Trung Quốc sẽ khởi động. Khởi động một cuộc chiến. Tại vì giới nhiều hâu ở nội bộ Trung Quốc, đặc biệt là giới quân sự. Li Shanfu đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, xem Đài Loan là lằn ranh đỏ. Do đó quý vị, đây là một trong những cái thách thức về Trung Quốc. Có nghĩa là Hạ viện dần dần đưa tới cách thách thức với Trung Quốc. Thì cuối cùng quý vị, Bắc Kinh sẽ chịu không nổi. Họ phải ra tay bởi vì cái địa thế Đài Loan quá quan trọng. Mà trong đó quý vị, đảo Kim Môn, đảo Mã Tổ, đảo Bình Hồ, tất cả đều nằm sát với Trung Quốc hết, nhất là đảo Kim Môn. Quý vị nhìn thấy trên bản đồ, đảo Kim Môn nằm sát thêm lục địa của Trung Quốc Không thể để cái đó là lãnh thổ của Trung Quốc. Thì quý vị, đây là rõ ràng là gì quý vị? Một cái thách thức mới của hạ viện Hoa Kỳ đối với cái tham vọng của Trung Quốc nha. <laughs> Rồi tiếp tục. À. Nếu để Nhật Bản làm trọng tài cho quy tắc ứng xử là ác mộng cho Trung cộng. Nhật Bản cho tới giờ phút này họ chỉ vì Philippines là nằm gần đất nước của họ, cho nên họ có cái tư thế để hỗ trợ cho Philippines. Nhưng riêng trên biển Đông. Chưa chắc. Chưa chắc. Do đó và hiện nay thì quý vị bị cái sự xuất hiện nhiều nhất trên Biển Đông là Úc và Hoa Kỳ. Do đó, có hai cái thế lực này xuất hiện thường xuyên trên Biển Đông, nó sẽ quân bình cán cân quân sự. Nó không để cho một nước lớn ăn hiếp những nước nhỏ. Thì đây là cái mục tiêu mà các quốc gia trong khối ASEAN muốn. Indonesia, Malaysia, Philippines. Nhưng mà ngược lại, thì cái nước chống mạnh nhất là Campuchia. Campuchia ra mặt chống mạnh mẽ luôn. Cho nên tôi chưa biết là lần này sẽ có một cái uh, bản thông cáo chung của khối ASEAN hay không. Mấy năm nay họ không có bản thông cáo chung bởi vì sự phản phé của Campuchia. Do đó Campuchia thì ra mặt nói là Biển Đông là của Trung Quốc mà. Nên lần này tôi chưa biết được là họ có được bản thông cáo chung hay không nha. Yeah. Rồi tiếp tục. Wow lướt qua một số những cái đọc rồi nha. Ok Đợi sau này Cộng sản Việt Nam ký luôn quỳ lại hợp tác toàn diện trên đất liền Vì không có lên dự án đường cao tốc từ Nam Bắc tới một vành đai một con đường Thì quý vị ai cũng biết cái dự án cao tốc này tiền từ Trung Quốc hết rồi Tại vì các định chế trên thế giới không một cái định chế nào tài trợ cho chuyện này hết Từ World Bank, IMF và kể cả ADP Mà quan trọng nhất là ADP ADP là Ngân hàng Phát triển Á Châu cái ngân hàng này là do các cái um, định chế tài chánh của Nhật Bản. Bây giờ nó trở thành một cái định chế tài chánh quốc tế rồi. Mà ADB, coi như 90% những cái tiền cho vay ra hoặc là cho không đó, đều dùng để tài trợ xây dựng hạ tầng cơ sở. Hạ tầng cơ sở là gì? Là đường xá, cầu cống, đường đầy xe lửa, bến tàu, phi trường vân vân Thì quý vị, Cộng sản Việt Nam đào đâu ra tiền để mà xây dựng cái cao tốc Nam Bắc. IMF, ADB và World Bank không hề tài trợ. Không cho một đồng luôn. Không cho một đồng luôn. Vậy thì quý vị nói cho tôi nghe đi. Tiền đâu để xây? Từ Trung Quốc. Do đó tôi nói với quý vị là toàn bộ nó nằm trong một vành đai một con đường. Và nợ chồng nợ. Nợ cũ chưa trả bây giờ nợ mới nữa. Thì nợ chồng nợ. Cuối cùng thì tôi nói với quý vị là lệ thuộc kinh tế hoàn toàn là như vậy bây giờ nếu nó có xây xong rồi không trả được nợ trung quốc tịch thu cái uh, cao tốc nam bắc này đặt cái trạm kiểm soát lấy tiền từng chẳng thì coi như chết tư luôn coi như chết tư luôn tại vì tiền đó của trung quốc và thầu xây dự án cũng là nhà thầu trung quốc rồi đưa lại cho nhà thầu con việt nam làm Quý vị Nó sẽ không khác gì đường sắt cát linh Hà Đông đâu Làng hoàng còn lâu hơn nữa nha Rồi tiếp tục à... Chi tiết đơn giản thôi Anh Bình ơi hôm nay em qua chầu anh Là việc hàng hóa nông sản Anh tha thứ cho em những chuyện đã qua Thật sự quý vị tôi không nghĩ như vậy Mà bởi vì Cộng sản Việt Nam đang đối diện với thách thức và họ chỉ cần vượt qua được cái mùa hè năm nay là họ phủi tay. Do đó, Họ chỉ cần đủ điện cho mùa hè thôi Tại vì mùa hè mà thiếu điện Thì coi như là loạn đó Cho nên họ chỉ cần đến tới tháng 9, tháng 10 Vào mùa mát thôi Là coi như cái khu vực của dân sinh đó, Không cần phải có thêm điện nữa Họ có thể cúp điện Để để mà cung cấp điện cho sản xuất và hành chánh Do đó quý vị Bây giờ cái bài toán nguy hiểm của Cộng sản Việt Nam bây giờ Là không có đủ năng lượng Không có đủ năng lượng không có an toàn năng lượng và thứ hai là thiếu an toàn về thực phẩm. Chính điều này nó có thể dẫn tới một cái xã hội gọi là không còn lối thoát nữa. Bây giờ họ tập trung vào thị trường Trung Quốc. Là bởi vì họ thấy rằng tình hình đã nguy nguy hiểm cho cái quyền cai trị của họ rồi. Bây giờ chỉ có đứng về phía Trung Quốc thì mới giữ, giữ mới giữ vững chắc cái quyền cai trị vì mỹ đã có một cái quy tắc lập trường rõ ràng rồi anh muốn mà hợp tác và xuất cản và anh muốn được phát triển tốt hơn thì bắt buộc phải thay đổi thể chế chúng tôi chỉ chia sẻ sự thịnh vượng và phát triển với những quốc gia có chung giá trị anh không có chung giá trị với chúng tôi do đó quý vị bây giờ là bung ra đi gặp khắp nơi quý vị thấy không cái hội nghị G20 là 20 quốc gia có nền kinh tế lớn nhất thế giới. Cộng sản Việt Nam làm gì có cửa. Xin làm quan sát viên. Xin qua bên đó gặp bà Janet Yellen. Thì nếu là tôi là bà Janet Yellen, tôi sẽ là câu hỏi đó. Trước khi các anh hỏi chúng tôi điều này, chúng tôi muốn biết là các anh đã ký gì với Trung Quốc. Và sự ký kết đó có ảnh hưởng tới cái chiến lược chuyển trục của chúng tôi hay không? Chuyển trục về Á Châu quý vị. Câu hỏi đặt ra tôi để cho cộng sản trả lời, tại vì tôi biết chắc chắn là họ trả lời không được. Họ giấu, giấu kỹ lắm. 14 cái nghị định mà Nguyễn Phú Trọng ký, họ cũng không cho dân biết là 14 cái đó là cái gì. Nói chung chung là hợp tác về văn hóa, kinh tế, xã hội gì đó. Đúng không? Chung chung thôi. Họ không đưa chi tiết ra. Rồi bây giờ kỳ rồi Phạm Minh Chính qua Việt Nam ê qua Trung Quốc đã ký kết cái gì ở liên quan tới Biển Đông mà nói rằng là hợp tác toàn diện trên Biển Đông vậy thì những cái chi tiết đó là cái gì mà chúng ta thấy rõ ràng trong những năm qua là chỉ có tàu của Trung Quốc xâm nhập vào hải phận của Việt Nam thôi tôi chưa nhìn thấy một chiếc tàu nào của Việt Nam xâm nhập vào hải phận của Trung Quốc cả và khi xâm nhập vào tại sao hải quân Việt Nam không có mặt chỉ đưa ra ngư dân ra làm bình phong thôi mà không hề có hải quân cộng sản việt nam quý vị từ những điều đó quý vị tự phân tích ra quý vị sẽ sẽ biết được là họ ký cái gì nha yeah. rồi Hoa Kỳ nên ủng hộ thúc đẩy Đài Loan độc lập trước khi Đài Loan có cuộc bầu cử để đêm dài lắm mộng. Chưa biết được, tôi không nghĩ là kịp. Tại vì hôm nay là tháng 7 rồi, gần cuối tháng 7 rồi. Hôm nay giữa tháng 7 Bầu cử là 13 tới tháng 1 Tức là còn võn vẹn có 6 tháng thôi Tôi không tin rằng trong 6 tháng này Hoa Kỳ thúc đẩy kịp Do đó tôi chưa biết được Bây giờ chỉ là những cái tháo gỡ Những cái rào cản Những cái barrier Tức là những cái rào cản khó khăn đó Họ tháo ra còn mà thúc đẩy cái việc mà thừa nhận Đài Loan là một là lãnh thổ độc lập đó thì tôi chưa biết có kịp hay không. Nhưng có thể nó happen trước tháng 11 năm tới. Có nghĩa là nó có thể xảy ra trước tháng 11 năm tới nha. Việt Nam mà đưa cho Trung Cộng xây dựng những công trình đó vừa đổi vốn mau chóng mau chóng hư và trở thành con nợ Trung Quốc thì con dân Việt Nam cộng lưng đóng thế và tăng xăng tăng điện. Thật sự họ không có chọn lựa bởi vì một trong những điều kiện mà Trung Quốc đặt ra cho những món cho vay là phải sử dụng tất cả những nhà thầu của Trung Quốc. Thì họ mới cho vay. Tức là tiền của Trung Quốc chạy qua Việt Nam, chạy ngược lại Trung Quốc hết. Chạy qua Việt Nam, rồi chạy ngược lại Trung Quốc hết. Đó là điều kiện Trung Quốc đặt ra trong một vành đai một con đường. Và quý vị thấy đó, Kenya đã mất đi cái đường rầy xe lửa chạy dài từ thủ đô Nairobi tới bờ biển bến cảng của Kenya bởi vì không trả được nợ. Đã bị Trung Quốc lấy hết rồi. Rồi cái bến cảng Colombo ở tại Sri Lanka cũng đã bị Trung Quốc tịch thu. Vì không trả được nợ. Thì quý vị, tất cả những dự án của Việt Nam bây giờ cũng y chang. Cũng y chang, tức là nếu không trả được nợ sẽ bị tịch thu giống như Kenya, giống như là ở Sri Lanka, tức là ở Tích Lan vậy nha. Rồi tiếp tục à Tại sao chỉ có tàu Trung Quốc xâm nhập vào Việt Nam mà không có các nước khác, kể cả Mỹ. Như vậy biết là ai là bạn rồi. Thứ nhất là họ không phải chỉ có Việt Nam không, kể cả Philippines. Nhưng Philippines có phản ứng. Lực lượng tuần duyên và lực lượng hải quân của Philippines, họ ra mặt liền. Mặc dù họ yếu hơn. Còn tôi chưa nhìn thấy một chiếc tàu hải quân nào của Việt Nam mà đối đầu với lại tàu của Trung Quốc cả. Lần trước thì cái vụ mà gọi là... À, đâm cái tàu Bình Minh á Cắt dây cáp tàu Bình Minh năm 2011 á Thì còn có cả cảnh cảnh sát biển của Việt Nam Còn có chút xíu đối đầu Xịt vòi đầu qua lại gì đó Nhưng không phải là hải quân Cho giờ tới giờ phút này tôi không thấy mặt mũi hải quân Cộng sản Việt Nam đâu hết Do đó quý vị Họ ký kết cái gì Có trời biết Chỉ có họ với Trung Quốc biết thôi Và việc ký kết này nó có lợi như thế nào Cho phía của cái chế độ cai trị chúng ta đều không biết do đó quý vị tại sao vương nghị ngày hôm nay trên cái diễn đàn của khối asean vương nghị lại đem việt nam ra nói quý vị tự đặt câu hỏi tự trả lời nha yeah. cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho buổi sáng ngày hôm nay phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel, xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào khán giả, chúng ta gặp lại sau. Bye bye!